Xin chào các quý vị khán giả. Sau bao chờ đợi mà bao gồm cả chính sự chờ đợi của Huyền My nữa, cuối cùng thì mùa giải hấp dẫn nhất của giải đấu hay hơn tất cả đã chính thức quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với Hội Quán Ngoại Hạng mùa giải 2024-2025. Vâng, và tất nhiên trong một buổi tối vô cùng đặc biệt như thế này thì chúng tôi cũng đã mời đến đây những khách mời rất đặc biệt. Xin được giới thiệu sự đồng hành của những khách mời sẽ đồng hành cùng với chúng tôi trong số đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh 2024-2025. Là nhà báo Lại Văn Sâm, anh trai đã vượt ngàn chông gai để đến với truyền hình K+, MC diễn viên Thành Trung và bình luận viên Huy Phước. Và ngoài ra trong buổi tối ngày hôm nay thì Max Center của Hội Quán Ngoại hạng cũng xin được giới thiệu bình luận viên Hải Linh cũng như là huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh là những người sẽ đưa cho chúng ta những góc nhìn chiến thuật một cách chính xác nhất của các lượt trận trong ngày thứ bảy ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng đến với lịch thi đấu của vòng 1 Ngoại hạng Anh. Liverpool sẽ là câu lạc bộ đầu tiên ra sân trong buổi tối ngày hôm nay khi mà họ sẽ có chuyến hành quân tới sân vận động của câu lạc bộ tân binh là Ipswich Town. Đây cũng là trận đấu ra mắt của tân huấn luyện viên Arne Slot với Ngoại hạng Anh. Trong khi đó ở khung 21 giờ sẽ có 4 trận đấu được diễn ra. Tâm điểm sẽ nằm tại sân vận động Emirates khi mà Arsenal tiếp đón Wolverhampton. Và trong trận đấu muộn của ngày thứ 7 cũng sẽ là cuộc đối đầu đầy hứa hẹn giữa West Ham và Aston Villa. Sang tới ngày Chủ nhật, London sẽ là trung tâm bóng đá của xứ sở sương mù khi mà cả hai trận đấu đều sẽ diễn ra tại đây. Ở khung 19:30, Brentford sẽ tiếp đón Crystal Palace. Trong khi đó, trận đấu Super Sunday sẽ diễn ra ở Stamford Bridge khi mà Chelsea sẽ gặp đối thủ lớn nhất của mùa giải là nhà đương kim vô địch Man City. Vâng, trong ngày mà trận đấu ở Liverpool sẽ có ngày khai màn Ngoại hạng Anh thì tôi nghĩ là câu hỏi đầu tiên không gì hợp lý hơn bằng việc chúng ta sẽ đặt câu hỏi này cho nhà báo Lại Văn Sâm. Có lẽ vào lúc này thì tất cả các cổ động viên của The Cop không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới đều đang hướng về trận đấu này với một tâm trạng rất hào hức và rất là hào hứng. Với một người có thể nói là một cổ động viên cực kỳ uy tín của Liverpool thì nhà báo Lại Văn Sâm đang có niềm tin như thế nào về câu lạc bộ này và cũng muốn gửi đi những thông điệp gì cho các cổ động viên của Liverpool ạ? Chắc là các cổ động viên của Liverpool cũng đồng ý với chúng tôi là chưa bao giờ chúng ta không hy vọng, không tin tưởng vào các cầu thủ Liverpool cả. Nó đấy là một cái chuyện là từ xưa đến giờ nó là truyền thống của những người yêu Liverpool rồi. Năm nay cũng thế thôi. Trước mùa giải thì Klopp